đi. Xuống đây. Hello các bạn. Hôm nay nhóm mình sẽ đi săn cá lăng ở sông Bé các bạn. Hôm nay thì đi khá xa, chạy hơn 100 km. Giờ này là 10 giờ, anh em có mặt với bãi câu rồi các bạn. Mọi người đang đi phía trước mình. Mọi người đang đi xuống bãi. Sông trước mặt chúng ta luôn nha các bạn. Ở đây thì nghe nói cá lăng nhiều. Em trai của mình trên này bảo là người ta bắt cá lăng 3-4 kg bình thường. Nên hôm nay nhóm quyết định lên đây săn thử. Đây, anh em mình sẽ dừng chân tại đây các bạn. Cái thế nước ở đây đẹp nè. Đối diện bên kia bờ nó hoang sơ và nó nhưng có người ở. Bên đó là rừng nguyên sinh. Còn xa xa là dây câu rồi băng. Người ta câu vàng kìa. Câu vàng mà giữa sông quá trời luôn. Cái câu vàng này mà người ta dính cá là dính một lần con là 10-20 kg không nha các bạn. Đó. Thế ở trên nó giăng câu vàng lên giống như là mắc võng vậy đó. Đó. Cá mà ăn vô là lên là con 10-20 kg con không. Cá tra với lại cá lăng nè. Bãi này cũng rất là đẹp nè. Đó, mình sẽ câu tại đây. Đi. Hùng đang dọn bãi. Phát mấy bụi mèo vương ra luôn Hùng ơi. Phát mấy mèo luôn ơi. Mình xuống cần ở dưới này các bạn. Mình xuống cần ở sát mép sông. Anh em thì đang ở trên. Ôi sợ đói thì nói đại mất liền. Ông Giang cũng đang chổng đít ông đi lên kìa. Kia là Lê Ngọc Thìn. Kia là Hiền Võ. Anh em mình đều ngồi ở trên đánh xuống. Còn mình thì ở dưới này. Hải Dảnh đâu ơi? Ủa sao Hải Dảnh không lấy chuối câu đi ăn chuối ông nội? Hải Dảnh đang ăn chuối. Kìa các bạn nó lên cá lăng rồi. Mà lăng mini. Lăng mới đẻ nha anh em. Nó chưa cài sữa. Bây giờ nó chạy xuống lấy con cá lên. Dao nè. Thằng nó đang kiếm con cá kìa anh em. Con cá bị tuột ra lưỡi rớt xuống. Thấy chưa? Nó rớt đâu đó đó. Nhỏ quá. Bờ này quan sát bờ nè. Cục đá đi. Chú đi thăm câu vàng cũng nặng mạo hiểm thiệt. Sao chú? Có. Rồi, đây đứng rồi nè. Đây các bạn, câu ở đây có cá chúc bò. Chúc bò nó ăn cần tay. Đây. Ở đâu mà có cái bầy này là giật mỏi tay luôn nha các bạn. Để lên con cá bóng kìa ông bà ông ngoại ơi. Rồi cho nó vô, dở đi. Dục chung với con cá chúc bò kìa. Đâu? Đó trên cái hộp được nó câu đó. Nó nuốt vô này luôn rồi. Sao mày có áo giống áo tao chứ mày? Hả? Sao mày có áo giống áo tao chứ? Hay quá. Thì con cá y chang của mày luôn á. Thì các bạn, hiện nó dính con cá bằng con trùng kìa. Đi lên đây săn lăng khủng, lên săn cá mini vậy trời. Con cá coi Hiền, cá gì ghê vậy Hiền? Con cá đó cá gì vậy? Cá lăng. Cá lăng thì chút ép ông nội. Có chừng cá ép. Chắc cá ép á. Cá lăng. Đó anh coi. Cá lăng.
Cái dở 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 lên coi coi đem lên coi. Măng nhục. Đây. Cái này cá lăng con mới thôi bú các bạn ơi. Cá lăng đuôi đỏ mới bỏ sữa. Có cá lăng con chắc là có cá lăng mẹ đó, ráng đi Hiền ơi. Rồi bé quá chờ xuống nó kiếm mẹ nó bú đi. Nó ngồi dưới kia câu rồi các bạn. Được con nào chưa? Lên khúc trên không anh Nghĩa? Khúc nào? Câu hồi thứ rồi, nước này ngon quá mà. Nước đẹp dèo không thấy cá lớn ăn mới. Toàn ăn có tào lao ăn không? Lô biển chào á lửa. Giang ơi Giang, để Giang lưng Giang đứng nè Giang ơi. Đó, này ngăn sau mình nè. Ở dưới ba lô này anh Hải ơi. Nước phát nữa là chết liền nha con. Có triệu chứng nha, còn mấy cá mới đóng nha. Tôi nhớ đây săn có lăng hay săn chốt bò đâu trời. Đây anh em. Tiếp tục lên chốt bò. Nó lên một lưỡi, lên hai lưỡi, lên hai con nè các bạn. Hai lỗi mới chịu nha. Má ơi, con chốt bò với con cá sát. Nay là Hùng, biệt danh Hùng cá sát rồi. Thấm giờ nó câu quá trời cá sát luôn các bạn. Hùng sát rồi, dở lên, hay quá. Đây, anh Giang này đang làm gà chuẩn bị nướng. Biết đâu rồi, kêu nó bắt nó làm sẵn bỏ con bọc đem đi chứ. Chốt bò, vàng hương đã. Chốt bò vàng ghê ha. Vàng thực luôn, thứ quỷ này mà kho béo lắm Hùng ơi. Được chưa? Đi săn cá lăng không thấy cá lăng tàn là cá tàu lao. Này lăng này chắc lăng tăng lăng lộn quá, lăng lơi bò lết. Bước xuống chút xíu nữa cùng lắm bạn xong thôi. Dính con cá luôn mới chịu. Cầm cái cây dây dưới đây. Ừ, đây dưới đây, cầm lăng xê, bỏ con cá đi. Hay quá anh Hải còn không bị mất lăng xê. Không mất cục chì thôi. Không mất luôn. Chì dính ra đó chổng luôn. Hùng bò. Không chóp hùng bò, hùng bò lên là hai con luôn kìa. Vậy là gắn 4 lưỡi. Này gắn 4 lưỡi lên 4 con đi Hùng ơi. Có con cầu cào dính luôn kìa Hùng. Đưa 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 cá bên coi. Đây là dính hai con chốt bò nữa các bạn ơi. Cá này nó vàng hườm. Anh nào giúp em. Hết xuống à. Mấy cây nhỏ nè. Bây giờ câu đây mà hên ghê. Chưa nào bị sưng mặt hết á. Quyền của ông chào bá luôn. Ngay lùm cây đó thấy chưa? Thấy nãy giờ mà thấy nó im im mà thôi. Nguyên của ông chào bá luôn ngay lùm cây. Ông Nghệ. Ông Quốc Trân Phát là mỏ máu không luôn. Đấy, anh nào. Quay cho bà con coi mặt này nó vàng hùm luôn nè anh Giang. Mở cái chải dữ. Nhìn gà nướng này nhớ ông Phương anh vậy hả? Có nhớ mình đéo đâu giờ nhớ nó chê cho ông phiền.
quá gà ăn được chết liền. Đúng rồi. Gà mới đẻ dai. Dai. Dân xịn thì ăn, dân giả thì dục đi. Hôm bà này bữa nào tôi lên đi ngang nữa tôi chửi ăn nữa. Mình không có tiết tiền mà mình ghét kiểu mất dạy kiểu lừa mình đúng không? Già bốn mấy năm mươi tuổi rồi. Đúng mẹ chở tình nghĩa ghê. Đúng má tôi bán 10 ngàn mà chú lấy tôi bán chú 55 ngàn. Sao chả đúng má chai nước mình mua có 5 ngàn nữa. Lấy chửi vô mặt mẹ đó. Cái dòng nó quẩn. Nóng. Chín chín không? Không biết chín không ta? Chín á. Không biết chín gà Trung Quốc đó. Gà Trung Quốc. Cà đóng kìa ông nội. Trứng gà Trung Quốc. Gà giống gà Trung Quốc đó. Trời ơi. Chết mẹ đó, cái mẹ đằng sau trái mất rồi. Leo muối anh Hải ơi. Nãy giờ anh chưa có miếng cơm nào đó. Ăn đi Hiền. Đi rừng ai ăn cơm hết nha. Bùi vô, bùi vô. Quá ngon bà con ơi, má giờ không ngon, đói quá cũng ngon à. Giờ quay của quốc á. Đó, giờ chạch cơm ra. À, còn cục nữa hả? Cho cục cơm, miếng cơm đi. Cắn miếng thôi. Nãy giờ mà lên chạch lâu mới ghê chứ. Quá. Rồi phải đâu mất tiêu vậy? Đây, 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 đây. Nãy giờ lên được chạch lâu, chờ từ sớm giờ. Con chạch này mập bụ luôn, nướng lên anh Giang ơi. Số nó tận anh Giang ơi. Con gà xong giờ tới phiên con chạch. Gà nó quýnh đậu mà. Con gà của nó là nó khứa nha. Chạch lấu này chừng chục con anh Giang ha. Chục con này nó lỗ nó Giang bá cháy luôn. Tới không thấy cái phao đâu luôn. Nó lặn luôn. Tôi nghi nghi ngay đó rồi. Nước đầy nè. Tí như rút cây trống lên nghe cha. Mày trong muối ớt chết luôn anh kìa. Không chết hả? Hùng ơi, bữa nào đây cắm trại câu chạch mửa nha. Này chạch lấu này có là đêm nó ăn dữ lắm nè. Nó lùi phát bay gần luôn, chụp kịp nó mất gần á. Bước xuống, bước xuống, bước xuống, ai bước xuống. Em bước xuống. Còn, còn còn con cá còn dưới. Xuống rồi, xuống rồi, lửa nhỏ xíu á, nó chuẩn tuột. Lửa nhỏ xíu à hả? Nè, mẹ bỏ. Trời ơi, lùi lùi cái đùng. Lùi cái đùng cá. Điện thoại đồ lát. Cá bự chà bá luôn. Lại đi chứng không. Không chụp kịp cái cần rồi, mất cái cần rồi. Bắt đầu còn quắn lại thôi. Còn không, còn không? Còn, 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 còn. Nhẹ nhẹ thôi anh Hải ơi. Cá chà bá luôn á, đủ má nghe. Cái đụng nó không anh? Chưa. Lòn, 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 lòn tay xuống. Lòn, lòn tay xuống dưới á. Em phân heo vợ. Sao không lấy cái vợ? Lấy vợ cho vợ. Vợ thu rồi, vợ thu rồi. Cây không? Đúng. Sao vợ? Cá gì vậy? Chưa biết cái gì. Lấy cái khung ra thôi nhỉ. Lấy cái vợt luôn dưới đi anh Hải ơi. Lấy cái vợt luôn dưới. Này mấy lưỡi à? Một lưỡi à, lưỡi nhỏ xíu à. Này, này, này. Nè, nè, nè. Bước xuống luôn, bước xuống luôn. Không. Từ, luôn nó luôn anh, luôn cái vợt xuống để nó xảy á. Từ. Nó móc vô cái cây nè. Thì móc vô cây lấy cái này cái đã. Lấy cái này nè, vợt hết cho luôn xuống đi Hùng.
con cá nó bự lắm à. Rồi thấy chưa? Oh my god. Nói rồi mà cãi. Cãi gì vậy? Con Trinh. Trinh. Con Trinh. Để cái cây ra đồi nè. Nó quấn vô cây vậy nè. Nó có lưỡi nha xíu à. Hứng nó giật vô. Quấn vậy nè. Lò ngay cái bẻ. Bẻ nó ra rút nó lên nè. Má con cá Trinh trời ơi. Bự. Cầm tay á. Dữ à. Con cá Trinh như cầm tay luôn. Đã nói rồi đừng có ẩu. Có ẩu đâu, bẻ cái nhánh cây ra nhẹ nhẹ từ từ đó. Má lòn xuống dưới là xong rồi. Trời ơi tiếc thiệt, xảy con cá rồi. Xếp chết luôn cái này. Ê gần này nè. Ừ lên hả anh, trời ơi xảy con Trinh rồi nha anh em. Trời ơi thiệt chứ. Tiếc thiệt. Hết cái dàn cây này bỏ hết kéo lên nè. Tiếc quá, tiếc quá anh em. Bữa sau lên đây mình ớt mình đánh cái chạch lấu với cái Trinh là mình phải dọn hết cái này. Dọn hết lội xuống. Tiếc quá, tiếc quá. Đủ. Trời ơi. Gà nó ra tới ngoài đâu á. Mấy thằng Trịnh nó lôi hổn thiệt chứ. Lôi cần tôi nghe cái chủm. Lôi cái chủm chụp cái cần lại liền. Quẳng được à. Đó. Để im nè, để nó bờ mém mép bờ, nó đang sát bờ mà. Ăn dưới để nó kéo cần trên. Thịt chặt lâu á. Dài mà nó thơm. Thịt trắng héo luôn ha. Trắng héo. Thịt cái chặt lâu xé ra đỡ thiệt chứ. Ngon hơn thịt gà. Ngon thịt con gà nãy luôn á. Tại nó ít quá. Quay thấy thấy ảnh sợ luôn. Cắm cắm ở dưới đó hay là cắm trên này nè. Cắm dọc trên này nè. Cắm mà phải cắm trên này mấy. Giờ anh em mình về nha các bạn. Sống nè. Ngay cái bè luôn á. Ngay cái bè ở đây tôi nhớ tôi câu được con chạch lấu mới đi với một phương câu được con chạch lấu bự hơn vậy á. Giật lên, nó gỡ cho đủ. Chạy mất. Nắm vô cái đủ. Chạy luôn. Cái bún, ồ có, gỡ đường mà anh bún mà anh chạy máu tà le. À, cái sao xương sống nó vậy? Nắm vô thì nó không sao nhưng mà nó quắn á. Rồi, ra tới xe rồi, giờ anh em mình về thôi các bạn. Hẹn gặp anh em ở clip sau nha. Đổ cá. Ho ho ho!